Konnichiwa, tớ là Nobita. Mọi người thường thương hại tớ, đã yếu lại còn nghèo. Nhưng thực tế là tớ sống trong một căn nhà 2 tầng, 2 mặt tiền và có nhà kho riêng, sân vườn. Tuy bố tớ không phải là sếp, nhưng đủ sức nuôi cả gia đình. Mẹ thì chỉ cần ở nhà, nội trợ và ca hát. À, đấy là còn chưa kể nuôi một thằng bạn này nữa. Vậy nên tớ cũng là một rich kid đấy chứ nhỉ. Chỉ là thua mấy bạn bè trong chuyện thôi. Nhưng về khoản yếu ấy, thì đúng. Và đây chính là người luôn bạo lực với tớ. Các bạn chắc đều biết. Nobita, hôm nay tớ đang ngửa tay ngửa chân đây này. Nằm xuống, nằm bóp cho.